Ngày hôm nay mình đi câu cá đây. Sáng áo câu cá vào. Chào em nhé. Câu cá. Ở gần nhà thôi nhá. Ở gần nhà thôi. Đấy. À, tức bớt thôi. Câu cá. Thế nào rồi? Ơi. Hả? Tư đi. Ơi, ơi, ơi. Đây, tôi. Ơi, chào chú Tăng. Được con nào chưa? Chưa được à? Đang cắn à? Nó kéo đi đó. Đâu rồi, đâu kia đâu ạ? Phao dưới này về. Phao, không thấy cái phao đâu. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Kéo về. Từ từ, từ từ, từ từ. Đây, đây, đây. Lấy cái phao đây anh em ạ. Đấy rồi, đi rồi, đi rồi. Đấy, kéo rồi, kéo rồi, kéo rồi, kéo rồi. Đây, đây, đây. Cái dính, cái dính, cái dính. Mọi ba lên. Ê, vào rồi, vào rồi, vào rồi. Ê, con này con gì đây? Con gì đây? Ê. Vừa mới thả xuống được một tí là đã được một con rồi. Con này ba lạng đấy. Ai à, số đỏ được một con rồi anh em ạ. Đúng tay đỏ nó khác. Được rồi. Thả suối này, thế này to ấy. Như này được rồi. Cái này mấy năm rồi. Đấy. To tướng rồi. Lại chưa có tiếp. Tí này nướng tại đây luôn nhá anh em nhá, ăn luôn nhá. Mình xem của mình xem có vào không? Đây có mấy anh em mấy cần luôn, mình cũng có một cần nhưng mà không được con nào. Mấy cái phao kia bé tí thì kia liều là mước ơi. Đây kia có mấy anh em đây. Đấy. Cá ao nhưng mà nuôi lốm. Đây cái ao rộng này. Ao lảng lâu năm. Câu nó nhé. Câu xem được con nào không. Không xuống gọi là không thả lưới các kiểu đây. Chỉ câu chơi bơi một tí. Vào thì nướng luôn. Được một con rồi. Khả năng trời nắng quá không vào. Không thấy gì đâu nhỉ. Gì đâu. Tí như thế kìa. Cá đây mà không vào. À bé tí kìa. Vào. Vào về đến đền trắng. Tại được kìa. Hả? Đâu, 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 đâu. Thấy không? Thấy không? Ê, 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 tránh, 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 tránh. Tránh gì thế? Thấy không? Được. Đấy, đấy. Đây anh em ạ. Đúng chú Tăng này số đỏ nó khác. Mình cố bao nhiêu lâu không được con này vào. Khó á, khó, 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 khó đấy. Khó. Không nói nhiều ạ. Nó lên cho tao. Chưa được cả đấy, nó kéo một tí đấy. Để ta không đi xe, trông vào người ta làm đá. Có lột phi rồi, con này. Xe mày bị hỏng. Phi vào, tránh nhau một tí rồi đợi này. Em bảo trông vào người xe. Được lên đây. Em tùng mẹ nhờ. Tại em sợ, em có con đi chạy đi theo. Kiểu gì đấy, hết mẹ rồi vào, mùi rồi vào. Em đi ra ngoài chơi đi, nắng một chút rồi. Vào rồi. Này mình kia có mời ông anh mà chắc chưa được con nào. Cô kiểu này là cũng chịu ấy. Kiểu này lâu
Ừ, làng đây trong khi chưa có cá quay này bèo đấy có bọt mình vào rồi anh em ạ, mình được rồi. Ôi đây 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 mình vào rồi, số đỏ rồi, số đỏ rồi, được một con rồi anh em ạ. À đây để gửi ra đó. Ê, thấy con cầm có hả? Cầm cái, cầm cái. Ê, cầm cái, đặt xuống, đặt xuống, đặt xuống. Đặt xuống nhỉ? Lấy cái túi đi lấy nước đi. Đây. Cuối cùng cũng được một con khá lâu. Cái này cũng to này. Được. Cho câu đi. Đây mình gửi ra nhé. Tắt thì mình gửi ra. Câu ngài đi. Ừ. Ủa, con này có ngài á? Cho vào cái, cho vào túi bóng. Tí. Đấy, con. Con lấy cái về chạy về à, lấy đi, lấy đi. Từ 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 cái ảo thằng này à? Nhỏ nhỏ không cũng làm này. Để làm nó chạy đi hết rồi còn gì nữa. Đấy, anh em thấy kéo chưa? Đấy, đấy, kéo đấy, kéo đấy. Đấy, em thấy nó đi kéo nhưng mà ô, có phần nào lại nó thả mồi. Chắc lại thả mồi rồi. Vào rồi à chú Thắng? Đang vào rồi à? Mạnh mà vào. Ồ, không có rồi, nó ăn hết. Nó chưa ăn hết nữa. Cái mùi nó chơi gì rồi còn gì nữa. Con này nó chơi ác nè. Mình thế này. Kìa kìa, con kìa. Ôi dồi, tối nè. Để lấy con mùi đó. Mồi đây, mồi đây, đây chú Tăng. Đây, mồi đây, chú Tăng. Đây, phao đây. Phao này, đèn, đèn. Thấy đi. Hả? Thấy mồi. Hết mồi rồi. Cần này, cần này sao lại mồi đẹp thế mà không ngờ. Cần này khó thật. Oh, wow. Lại thả, từ từ thoát, từ từ để nó, ơi không kéo, không kéo, không kéo, để nó kéo đi đấy, thế là cái mùi nó lấy đi rồi. Bên như cái gì cũng quay, ăn cơm cũng quay. Chuột đi mấy con rồi, ấy rồi kìa, đấy, ấy rồi, thế nhờ không cắn chịu. Không cắn được. Hai ông anh bên kia im lìm, chả được con nào. Không có con nào. Hai ông bên kia. Ấy, sao lắm. Hello. Vừa nắng lại vừa mưa một tí. Xong rồi phẹt 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 từng hạt nhỏ. Đây. Chưa được, có được 2-3 con, ít quá. Đây, ao cái đường làng này. Đường nhỏ. Cô lâu quá anh em ạ. Câu thì lâu quá, quyết định thả lưới. Quyết định thả lưới. Đây, ông anh kia bắt đầu làm quyết định thả lưới nha. Đấy, răng lưới. Phải dùng kiểu kiểu này mới được rồi. Còn câu kiểu này là nguy hiểm, đợi lâu lắm. Mấy tiếng rồi có được con nào đâu. Dùng 12 con, ít quá. Răng lưới rồi. Câu thì hàng mấy tiếng không được con nào. Phải đi mua lưới về răng luôn. Thả lưới. Đây. Ôi, vào. Vừa thả vào. Đấy.
ôm rồi. Đấy, anh em ạ. Thả cái này mới được nhanh. Đây, răng vừa thả phát là thu, thu luôn nhé. Lấy về, lấy tầm mấy cân này được. Đây đi, lấy cá đi, lấy cá đi. Lấy đi, để nó còn sống đấy thôi. Thấy vào nhiều không đấy? Đấy, đấy vừa thả vào nhiều không đấy? Có mấy anh em. Không bắt cá cái tráng. Đây, ông bác này còn xuống này. Còn xuống này. Đấy. Ô, đây. Này, em bắt đầu. Thu lưới rồi. Răng xong lại thu. Được, được. Bằng này con được. Lấy nhiều về. Con được hết. Đây. Chuẩn bị nướng nha. Nướng nha, phải lấy nhiều đó. Ừ. Rồi lấy rượu ạ. Ừ. Thả đi đi. Nó đẩy nó sẽ tới vĩnh lên đây kia. Thả đi thả hẳn. Đây, nhóm lửa rồi. Ô, đây, áo ấy dâng ấy, à đây, chân. Đây, anh em ạ. Lấy thu, thu gần xong. Đây, anh em có mấy anh em đông ơi. Đây mình chặt, bạn đang chặt cây lấy về để nướng, xuyên nướng luôn tại ao, bữa ao. Đây, đây. Lửa đã cháy, có mà loại hết, đấy cả nhà hết. Làm một bài xem, thử xem. Cá đế rồi. Ôi. Rồi một ngày kia anh đi xa, không còn ai chung bóng anh, đã không còn ai hỏi han đêm ngày. Còn lại mình em bao giờ băng, nghe tim nhói đau. Cớ sao anh vội quên anh trên cao bao vì sao sáng đang về. Đấy, phục vụ quý đã đến. Ơi, cho vào lửa đi, cho vào lửa đi. Nhóm lửa nhá. Đấy, bà ra vào nhóm lửa. Thế bà có lại. Ông có sạch có tanh mày. Thế mấy này. Vâng, tiền nhá. Nướng con ấy. Đấy, anh em xem. Gần vòng hết rồi, xung quanh hết rồi. Đấy, nướng kiểu này nhá. Nó quá. Mình nướng kiểu này thôi nhá. Ây, vòng hết. Nướng kiểu, ây, kiểu này. Bừa ao luôn. Chôn. Chưa làm. Ây, có các cháu đầy. Lắm này hết. Vâng. Nếu mà này con đấy. Tí rồi làm mẹ nữa. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao. Lòng quan đau nhìn về những ngày xưa. Ngày xưa như thế này à. Không bao giờ lãng quên. Dù ngày mai đây mai không còn nhớ. 2, 3, 4, 5, 10 một con. Người một con, nướng một con trước à, còn một số. Nướng nhiều cái, nướng nhiều, đấy, con này có thứ 12. Nướng nhiều, không ăn được hết. Ra vào nhanh.
đây chuột bị thì mới qua được à. Đấy, vàng rồi, một bên vàng rồi phải lật cho điều đấy em ạ. Lật hai bên. Nóng quá, nóng quá. Lửa nhiều quá. Ây dồi ơi. Lật nha anh em nhé. Con là bé bé cho. Con kia kìa. Ây da, thầy em lấy đặc sản rồi. Đâu, được bao nhiêu đấy? Măng rang. Măng này. Măng vầu. Măng ngọt. To tướng. Nướng. Cũng nướng cho vào đấy. Măng bé phụ ơi. Măng bé. Này, măng nướng như này thôi nhá anh em nhé. Măng cho vào. Ủa, kì này lửa tí nó cá chín. Mình à mắc chanh xình à. Gần chín rồi à, cá gần chín rồi. Con cái gì uống nước bao á? Ở đây chỉ còn hai chúng ta. Hát mà bà xem. Bà đây. Alo. Bây giờ là giọng ca của Long Anh mai cách xa. Sẽ không còn gì để oan trách. Con vàng vàng. À, con cá nó bị chết rồi. Đây. Cá xía bà đây. Làm bà đi bà ơi. Không cùng nhau nhờ. Ui con đời. Đâu. Ở đây chứ nó nhỏ. Tăng hoa. Đâu. Tăng chén rồi. Tăng chai này uống được. Bánh đâu. Alo. Hả? 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 Chén má. Chén thế gian bây giờ. Tìm đâu bạn nữ tâm sao. Cao chén nó hoa ăn hoa. Dìu dập nhau cũng vì lời dài. Đấy, không có nhà phân phối nước ra đến rồi. Nước lọc ra đến rồi. Bất chấp nước lọc thua mặt ai. Người đời vì lòng tan. Bạn ăn đi. Bất hòa. Ê, lời em nhé. Cá đây mày còn đi đâu mày? Làm nó chứ, tàu hoa trước nhá, tàu hoa đi. Chơi là quá rồi. Mày ăn nhá. Ê, mày ăn nhá. Hoa nhá, cắt chưa luôn. Anh làm gì đó. Anh cần chơi ấy. Nước la vi. Anh chơi. Nước la vi ông này khả năng nhá. Làm tí. Làm hớp. Phải làm hớp. Ê, nước con này vào. Hay không? Có con nào chín chưa? Chín rồi. Quên hết. Cắt cơn một tí đã uống. Thôi. Tao cháy rồi. À mình nghe nhá. Phải uống chứ. Mà sao chết đi. Tiền. Giọt pha mà. Cái đặt tên nó. Xin cái kiến vơ. Chốc cái hết à. Ngon quá, cá cũng gần chín rồi. Ê, chủ có cơm nước đây làm. Ngon quá. Ngon quá anh em ạ. Nhắm mắt xuôi tay. Chà quay làm đi đó, anh chà. Anh clip. Mình phải chứ hay rồi. Cơ mà làm. Là cùng nhau em cùng làm một bài đó. Có đi camera. Mời anh em nhá. Camera không chịu được đấy. Chạy nhanh. Đúng rồi. Hai đứa. Bắt nước chấm siêu canh. Mày ơi. Rau rau xanh đây. Nước chấm đây. Đây rau xanh là diếp cá này. Đủ hết rồi. Lá lách đây. Húng chó có hết. Có con nào chín chưa bác trọng? Sắp được. Một tí nữa. Đấy chứ qua bên tuốt chứ qua loa được. Đấy. Lá sâu sâu nhá. Cái này còn non chưa được. Này lá sâu sâu nhá anh em nhé. Ngày bữa có luôn. Đây. Đây, măng cũng gần chín. Cá gần chín. Ê, cái sâu sâu đây. Sao lông đã hạt đấy bác. Năm chẳng luôn. Đây, ai ăn khắc vật lấy rồi. Này. Nguyên lấy, nguyên lấy. Được. Trẻ con khoan được nhá. Này nhá. Trẻ con khoan sống luôn nhá. Khá là lâu, vẫn chưa chín. Tạm thời ăn cái rau xanh trước đi.
buồn lỡ xa vào đôi mắt ai. Chiều nắng xòe tóc người bên kề. Măng chín rồi. Thơm hương nhưng nào đâu dám nói. Kết tâm từ lại thơ. Đường hoa vẫn cháy chưa mưa rơi. Này lấy về chồng. Đây hai ba nước chồng. Anh em. Đây. Ấy ơi, món này mới là đúng đây. Đông Bắc ấy. Đây mới phải là món siêu cay đây. Lá sô sô ở đây luôn. Đây có cây gây gạch. Giải bạt. Mình chỉ mới phạm ăn như này giá. Ăn nhé mấy anh em. Ăn cá nhá, ăn cá uống rượu cùng mấy anh em mình nhá, đội mình nhá. Đây. Cá cũng chơi luôn rượu trước. Ôi giời, khói quá. Đây, anh ngó nhá. Mấy chai. Bắt tay cái đi, cho đẹp đi. Ôi, chúc bác có nhiều thứ sức khỏe nhá. Chúc chú mạnh khỏe. Chú cảm ơn. Nhiều tiền bạc. Sao nhá. Chào vị chín, mình em ăn uống rượu cùng đội mình. Đây cá đã chín. Ôi, cá đã chín em ạ. Đây đây, ngồi xuống, ngồi xuống. Nắng không bây bây? Cá nhà cơ. Hôm nay là cá nhái à? Cá nhái, cá nhá. Cá rồi chín à? Một số đã chín. Cá đã chín rồi, một số cá đã chín rồi. Anh em à, đang dùng rồi. Thưa anh biết cá sẽ không ngon đâu. Cái tháng rồi. Cá ngon lắm ơi. Đây à, cá ơi. Đây, chôm chôm. Đây. Anh em làm đi à. Ngon lắm. Ngon không? Anh em ơi. Đời hoa cầu ngược sông sắc. Đây cá nhà nhá. Đây là chủ canh. Chào. Mời em gái. Ai à, cay quá. Chào anh em nhá. Anh em nhá. Quá. Cắt cơn luôn. Làm miếng cá đi. Trong này là cái món này là đặc sản nhá. Cái món này nhá. Ôi này nhá. Ấy ơi, ngon rồi. Con cho con. Măng măng chín rồi. Chín chưa em ơi chồng? Măng măng chín rồi anh em ạ. Hả? Măng măng chín rồi. Nướng nướng. Cây hoa nhớ nhiều giật. Chín rồi, đang nóng. Ngon lắm. Có cả ca sĩ luôn. Sĩ vẫn hát. Trẻ con đủ hết. Nhiều cá lắm. Nhiều cá lắm. À, mấy con này chưa chín thì một số là chín anh em ạ. Đôi đôi trẻ đã chiến đấu. Cá. À, cẩn thận nhé nhé, có xương đây, cá có xương đây. Yeah.
thưởng thức một miếng đây. Ê, có cả trứng nữa. Bây giờ đây trứng cá ngon lắm ơi. Chấm cho anh em nhé. Chấm chấm siêu cay. Chấm cho cay thì thôi. Ê, chấm cá xem. Anh chưa đợi mặt đỏ. Bài hòa xem mấy cá mấy sò. Bà ngon, cái mặt ngon không? Ôi ôi, mặt ngon. Chân trong sông xa cưới nhau về ta rước hồi vui tiền sông dài thiên hóa giang bảo cột em ban ta dòng sông cho làm cái xanh xanh lên tình người đâu rồi rồi xây dựng bằng chiêu ơi lâu xanh giếng cá ơi đến đường riêng đến yên lành soi mái nhà ơi làm cái xem trước nhá, chúng ngày mai mình ăn đi đậu xanh nhá, nghe đậu xanh này nó ngon đấy, nghe ơi. Rước em về trên chiếc thuyền hoa, dày đầu che khăn, rượu nhá, đậu xanh này chấm ớt nhá anh em nhá, ngon lắm ấy. Em cá, em ở bên nhá, ngon lắm. Em về con nước mừng vui. Cả nhà luôn anh em mình nhá, bác chưa ngồi được. Mấy em bắt đầu ngồi vào khá lâu rồi nhưng mà chưa đông đủ, bây giờ vẫn còn thiếu mời một hai anh em. Thiếu mấy anh em uống một ly đó. Xem cái măng ngon không? Ôi măng chín hết. Mời anh chưa à? Anh cũng chưa nhỉ? Ừ. Thôi. Mời em đi. Măng nướng quá ngon. Ây ôi, có tí khóm nè. Ôi. Ây ôi, rượu mua ngọt lắm ơi anh em ơi. Đã rất to. Vẫn có ca sĩ hát. Đây bác Khang mời anh em ở đây. Đây. Anh em mang xem con bác Khang ơi. Làm một miếng chấm đi chấm. Chấm siêu cay đi. Thầy miếng to vào mới được bác. Ừ, to vào. Ê, ngon quá. Còn mấy kia cá nhiều lắm. Đây. Có anh đầu bếp đang để à? Gọi là có phải đầu bếp nhưng mà chú mình cứ gọi thế là cứ gọi thế thôi nha anh em, cũng làm thêm mình cứ gọi đầu bếp thôi nha. Thôi làm cái đó anh em, một nửa nhá, một nửa rô cái thôi. Ôi hay quá, uống rượu vừa, uống rượu vừa ao này ngon lắm, đủ rau xanh hết. Rau xanh cá là ngon. Ê, thằng này ngoan lắm, ngồi đây. Mấy đứa cháu ăn cẩn thận nha, mấy đứa nhỏ nhá, sợ xương lắm đấy. Mỗi ngày giảm 30%. Đây, ra xa xa quay. Đây anh em đang ăn cá. Xem mà bác Trang chống cái xem, chống siêu cay cái. Đúng rồi, đúng em ngém ngém ăn này. Ngém vào chống. Nó có bà không? Đây, ngém đây. Chống. Đây. Cả nhà. Ôi ôi, ngon quá. Cay, hơi cay cay. Cay đấy. Đây đến lượt bạn nhá. Lượt đến lượt bạn ngém nhá. Ngém rồi như này. Đúng rồi.
em cá đây à, ơi cá nướng em lá bạn 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 chấm cái ok ok à. Ôi, thế là ngon rồi vui đàng nhất ngon rồi thế thôi video mình tạm dừng đây không sao mà ngồi xuống chuyển lại đây chuyển lại đây cũng khá lâu rồi loại đẹp đây mời anh em dùng anh em nhá ăn cá tại bữa ao cá nướng đây vẫn nhiều lắm. Quay lên hẹn gặp lại video sau anh em nào. Em nhớ ủng hộ kênh nhá, ủng hộ kênh em mình nhá. Đây đây vẫn còn nhiều video kết thúc video mong em anh em ủng hộ video lần sau mình nhá. Hẹn gặp lại. Chào chào cả nhà, chào mấy anh em anh hiểu cảnh lương tân với lóc nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp video lần sau. Video xong. Mình cũng phải ngồi làm tí mới được. Còn chào tạm biệt anh em, hẹn anh em xem video. Chào tạm biệt. Em muốn cả nhà. Video sau quay còn hay hơn.